Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ Guilder cùng Shadow Flag, cùng với đó là debut cho Hoàng thượng Zio các bạn. Đây là Zio của mình à, chỉ số thì cũng tầm tầm vừa vừa thôi. Artifact thì Tamara, và skill thì mình dùng cái Craze các bạn à, bởi vì là mình đang thiếu tài nguyên cho nên chưa kịp up hết chiêu 1, cho nên là nhiều khi chiêu một không chết thì đó cũng không phải là do Zio đâu ha, mà do mình á. Rồi sao bây giờ chúng ta vào trận đầu tiên xem như thế nào. Ok các bạn, trận đầu tiên mình định có Aravi, Blion và Silas, ba đứa meta đúng không, thì mình sẽ dùng Hiss các bạn. Cùng với đó sẽ là Zio và Oxlot, chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại của hero này à, để coi có cleave được cái team này không hả. Rồi xong, ở dưới thì chúng ta có Ran, Aula và Estene, thì mình sẽ dùng Flan, hy vọng có thể outspeed được với hai cục Speed and Brain nằm đây, và Vildred hy vọng là sẽ quất hết mấy đám này. Rồi vô outspeed, chúng ta cần phải gõ Silas để cho nó đi lên. Ok, Silas đã đi lên và hy vọng là phá giáp hết tất cả. Ủa cái gì vậy Hess ơi? Ủa what the hell? What the hell man? Ủa mình mới làm gì xong vậy ta? Chết rồi, mình lỡ bấm. Chết rồi. Lỡ bấm đứt chuột. Trời ơi bị ngu. À, lỡ rồi thì đập Silas trước đi. Ừ chứ làm gì nữa đâu. Ủa trời ơi chết luôn rồi. Thôi từ từ. Thôi lại nha. Lại, trận đầu không tính, trời ơi. Thiệt á trời, con chuột chán ghê á. Đó, trận 2 bao đẹp luôn nè, từ từ, trận 1 đánh lại, từ từ. Ok, qua trận 2 các bạn, chúng ta có phần là Cecilia, Dilibet và Ash Demon. Thì nguyên một đám hệ bóng đêm. Mình sẽ dùng Adin, cùng với đó là support với Dien và Aria để whatever. Mục đích chính là team ở dưới các bạn. Thì cũng như vậy, Oxlot, Hess và Zio. Chúng ta có ở đây ánh sáng, Silas, Felidica và Blion. Mình sẽ buff lên. Aria cũng sẽ buff lên. Ash Demon trước. Otoke. Otoke mém chết. Rồi bây giờ thì để Aria xử lý thôi. Aria và Adin xử lý. Này thì skill Noon. Này thì đánh phô là Cecilia. Này thì Silent. Cứ đánh phô là Cecilia. Úi giời ơi. Goodbye. Ok, team 2 các bạn, hy vọng là không misclick nữa. Ok, làm ơn phá giáp. Ok, tốt. Ok, hoàng thượng. Ok, này thì lên dĩa. Rồi, cứ diễn tiếp đi. Yeah. Vĩnh biệt. Đến trận thứ ba các bạn, bên địch chúng ta có Blion, Aravi và Pera. Thì mình cũng như vậy thôi, Zio sẽ đi trước, hy vọng Hết sẽ outspeed được. Ồ không, Zio outspeed được rồi. Ok, hy vọng Hết sẽ phá giáp được và Oxlot buff lên. Rồi, team thứ hai chúng ta có Silas, Shu và Senja. Thì mình hy vọng là Cesaria sẽ đặt bom. Và khi chỉ còn mình Shu còn lại thì
Và lại sẽ xử lý mọi thứ. Rồi vô. Đầu tiên Zio sẽ Elspeth và Pyra chạy rất lẹ cho nên I am the rightful ruler of this land. Kneel before me. Đúng rồi, và phá giáp. Ok, phá giáp Aravi. Này giết được Aravi không ta? Oh, alright, alright. Alright. Chưa max chiêu 1 nha các bạn, chưa max chiêu 1 đó. Vô vóc đồ. Lên được. Team số 2, bên nó sẽ đi trước. Thì Politis và Caesarea. Trời ơi, lắc. Vậy luôn hả trời. Này thì bồ bốc giải. Trời ơi, bom đâu Caesarea ơi. Ủa thì ghê quá vậy. Miss. Miss mà vẫn chết. Oh shit. Oh good. Tiếp tục stun bạn này. Không được. Cho bạn này đi luôn đi. Trời ơi, còn một tí tẹo máu hả trời. Ừ rồi, tạm biệt. Bạch. Rồi, Silas với Shu. Hy vọng là Violet sẽ xử lý được. Miss. Yeah. Như vậy. Yeah. Trời ơi. Nó xoay cũng quá trời máu mặc dù là miss. Trời ơi. Ok game. Okay game. Rồi diễn xong chưa? Diễn xong. Ôi lại provoke. Ôi mà kháng được provoke. Tốt. Rồi diễn xong rồi đúng không? Ôi đúng ra cái đoạn đó đánh Shu có thể lợi hơn ha. Alright. Yeah. Rồi vĩnh biệt Sirius. Yeah, counter. Yeah, xoáy đầu. Này thì Shu. Ok, và đó là Giver ngày hôm nay các bạn cùng với lại Zio. Trận đầu tiên hơi lỗi, trận đầu tiên là bấm đúp chuột á, cho nên là úp combat readiness cho hết luôn, một cái pha xử lý rất là xàm. Chắc bây giờ mình khoe đồ một tí. Hôm nay mình có sử dụng Caesarea, Politis các bạn, Aria, Dien, Vue, Dread, Toflan nữa các bạn, Violet, Adin. Hết các bạn mới build xong chuyển đồ từ Ran và Silas ra. Từ đây về sau chắc là các bạn sẽ không được
thấy nhiều Ran và CDS nữa đâu. Oxlot các bạn cũng mới vừa được cập nhật đồ xong. Chỉ số speed rất là ấn tượng. Và Zio chắc có lẽ các bạn đã thấy ở đầu game rồi đúng không? Đây là chỉ số của Zio. Và Shuri thì Shuri này mình lắp đồ cho vui thôi, chủ yếu là lấy speed imprint thôi các bạn, cho nên cũng không cần quan trọng lắm. Thì đó chính là Guild Wars ngày hôm nay các bạn. Zio và hết luôn. Và Oxlot luôn. Oxlot thì là trở lại từ lâu ngày không gặp đúng không rồi. Thì đó chính là video ngày hôm nay. Hy vọng là clip này sẽ có ích. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.